Em xem TV món ăn đặc biệt và xem bao đêm đi đâu nhé. Tối thứ hai, thứ năm hàng tuần mình cùng nhau xa chết anh ơi. Tôi kể bạn nghe câu chuyện hài hước, gần vui dễ thương ai cũng cảm nhận được. Như một ly cam sôi bắn lạnh mát lạnh, những phút giây thú vị giải trí cứ thả phát. Kem xem TV đó để xem bao đêm đi đâu nhé. Tối thứ hai, thứ năm hàng tuần mình cùng nhau xa chết anh ơi. Nhớ like and subscribe nhé. Lướt xe điện về nào, quách như sao. Em ăn. Ôi, anh ăn đi. Đừng có nhường cho anh nữa. Anh phải lo sức khỏe của mình chứ. Ăn đi. Anh cũng phải lo sức khỏe của mình nữa chứ. Sao muốn chăm sóc mỗi mình em thế? Để anh ăn. Anh ăn rồi em ăn nốt đi. Anh ăn đi, em không muốn ăn mà. Ăn đi, nghe lời anh. Em không muốn ăn. Ăn đi. Ôi, anh ăn đi. Anh đã bảo ăn đi, đừng nhường. Anh đi. Nói rồi, bánh bao chỗ khác đi. Nhập ở đây làm gì? Ế lòi ra phải ăn bao ngày hôm nay rồi. Lo tại ai? Tại tao đi nhập. Thì đứa nào bảo tao nhập? Thì tao cũng phải ăn dí vào mồm mấy ngày hôm nay làm gì? Thì tao không phải ăn à? Sao chưa yêu em tôi anh bảo là bánh bao ngon lắm cơ mà, thích ăn lắm cơ mà. Bánh bao thì không thấy. Bánh bao nào cũng là bánh bao. Đừng có tiện nói. Sư phụ, người có sao không ạ? Không sao. Khá lắm. Võ công của con rất là tuyệt vời. Còn quả là có một tố chất của bậc cao thủ võ lâm. Đa tạ sư phụ. Ta không còn gì để dạy con nữa rồi. Vậy là đã tu thành chính quả. Mối thù giết cha con sắp trả được rồi. Thiện Dũng Bố Vương Anh, hận thù nối tiếp hận thù. Nếu con không phải là người chủ động chấm dứt thì cả cuộc đời này con sẽ phải sống trong đau khổ và dằn vặt. Cách tốt nhất là con hãy quên nó đi. Không, con không thể quên mối thù này được. Nếu con không trả thù cho cha, con sẽ là có lỗi với cha, sẽ có lỗi cả dòng họ. Xin lỗi sư phụ, con phải đi. Này, thằng kia, thằng mất dạy. Tao chuyển hết bí kíp võ công cho mày nhá, là để mày đi mãi võ với tao cơ mà. Mày bỏ tao à? Thù này á, tao phải trả. Thằng kia đi mày. Toàn, anh đừng lảng tránh nữa. Em biết là anh yêu em mà. Linh Lê, đừng làm khó anh. Mình chia tay đi. Chia tay? Nếu anh muốn chia tay thì anh nhìn thẳng vào mắt em mà nói này. Đừng làm khó anh. Mình không ở bên cạnh nhau được đâu. Sao anh có thể nói như thế được? Em đã chạy theo anh bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ em chỉ cần anh nhìn thẳng vào mắt em mà nói anh yêu em thôi. Anh nói đi. Thôi, cái kiến trúc mắt tôi ấy, nó chỉ được như thế này thôi. Thế mà bao nhiêu lâu nay cô cứ bắt tôi nhìn, con điên mày đứng lại ấy. Mày cứ chạy đi làm sao mà tao nhìn được. Hả? Bây giờ bao nhiêu năm nay cô cứ bắt tôi nhìn thẳng vào mắt cô thì đến bố tôi không làm được. Con điên mày mà không chia tay nhá, tao đánh mổ mẹ mày đấy. Kể từ đây em là chia em, tôi sẽ là tôi. Anh cứ bước đi con đường em.
Ngày hôm nay tôi triệu tập tất cả mọi người ở đây để muốn bàn về một vấn đề hết sức quan trọng. Trước khi bắt đầu buổi họp, yêu cầu tất cả mọi người để hết điện thoại vào đây. Nhanh. Như các bạn đã biết, thời đại hiện nay, Internet phát triển rất mạnh mẽ và rộng rãi. Điều đó mang đến rất nhiều lợi ích. Tuyên truyền thông tin nhanh, mạnh, thông tin cũng được truyền đi rộng rãi. Tuy nhiên, bên cạnh đó, xuất hiện rất nhiều mặt hại. Tôi có thể ví dụ ra đây như là xuất hiện những hiện tượng như là sống ảo, nghiện game, thường xuyên truy cập các trang web đồi trụy. Vấn nạn to lớn nhất đó chính là hiện tượng sống ảo trong giới trẻ hiện nay. Một nghiên cứu mới cho thấy rằng những người càng hay tự sướng càng dễ mắc bệnh thần kinh. Ừ, sếp ơi, đổi kiểu khác đi. Nãy giờ mặt nghiêm khắc rồi, cô te em đi. Từ chụp cảnh thu điện thoại này. Tí để gửi luôn nhé, app Facebook. Vỗ tay đi. Thì Toán. Sao đây? Mùi lại bị xếp mắng à? Ồ, em đây. Mày quý tao không? Có chứ, em quý anh mà, em tôn trọng anh luôn. Tôn trọng. Ai cho mày tôn trọng à? Ai cho mày quý trọng? Tao làm gì cho mày mà mày quý tao? À, giả dối. Sơn, em ghét anh. Em căm thù anh. Tại sao? Tại sao anh lại tồn tại trong cái xã hội này? Biến đi. Cút đi. Tao làm gì mày mà mày ghét tao? Em ghét đâu, em quý anh. Không có lập trường. Thằng kia, mày xem cái gì? Mày nhìn cái gì? Thái độ của mày là sao hả? Mày thích hay mày ghét tao? Tao không đọc được. Không có mày. Bí ẩn này. Nhìn thẳng vào mắt em và nói anh yêu em đi. Sơn rụt xịt. Đừng làm khó anh. Mình chia tay đi. Đừng nói chia tay. Em đã yêu anh bao lâu nay rồi. Bao lâu nay em đã theo đuổi chạy theo anh rồi. Bây giờ em chỉ cần anh một lần nhìn thẳng vào mắt em. Đừng bắt em chờ nữa. Nói anh yêu em đi. Linh Lê, nghe anh. Chúng mình không thể đến với nhau được. Đừng làm khó anh nữa. Mình chia tay đi. Linh Lê là ai?
Lý lệ là con nào? Rồi, em đây. 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 Thủ chưa? Rồi, được rồi. Đấy, đây đâu cũng thế. Em không cần. Ok, máy là một phần rồi nhưng mà đang bám hai người rồi. Nếu mà em thấy xa quá em có thể tiến vào, chỉ cần là thuận cho em là được. Cái lần thứ ba em nên tiến vào. Tiến vào, lần thứ tiến vào, tiến chỗ anh Quang. Nhưng mà cái lời Sơn nói nó bị ngược ấy, cái câu đấy là câu cuối. Còn cái câu thứ hai của Linh Lê là câu thứ hai là nhìn em, anh yêu em mà. Anh nói đi. Anh nói đi. Thôi đừng cười nữa nhá. Không cười con chó là cười. Anh chó rồi chó. Anh nói đi. Nhào nhá. Con điên. Cái cấu trúc mắt tao nó chỉ được như thế này thôi.